lực là biết nghĩ suy, vượt lên nghịch cảnh, trong bi vẫn cười. Mong con mọi lúc mọi nơi luôn giàu nghị lực, đẩy đời nên hương. Thắng lâu nay gặp mưa rào, họ hàng nhà ếch ồn ào hát ca. Chỉ thương con bướm không nhà, trời mưa ướt cánh, biết là vẻ đâu. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì trong một dịp tình cờ hiếm hoi, rất vinh hạnh Bùi Hồ cùng với lại anh Đoàn Đại Trí có dịp về thăm thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, người thầy mà đã đi vào sử sách. Nói về thầy Nguyễn Ngọc Ký thì thầy là quê ở Nam Định, từ nhỏ sinh ra khi bị bệnh thì thầy đã bị liệt hai tay. Với cái đôi chân khỏe mạnh và ý chí vươn lên thì thầy đã trở thành một thầy giáo dạy học sinh mà thầy viết chữ bằng chân. Thầy là một người mà đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu thế hệ học trò, và thầy là một cái tấm gương về một nghị lực vươn lên cho Bùi Hồ cũng như tất cả các bạn trẻ đều noi theo. Để hiểu thêm về thầy và cuộc đời của thầy thì mời cô bác quý anh chị cùng nghe thầy kể về cái cuộc đời của mình cũng như sự khó khăn trong việc luyện tập viết chữ của thầy và những thành tựu của thầy nha. Mời cô bác quý anh chị cùng nghe. Bây giờ mình vẫn cái chuyện viết của mình thì cái chân nó trở về cái chức năng của nó là vận chuyển cơ thể. Cho nên khi bắt nó làm những cái việc đôi tay đôi thao vẫn ngựa, vẫn có đó. Tưởng tượng bao nhiêu năm, 10 năm học phổ thông này, 4 năm đại học này, 35 năm gắn bó cục giảng này. Thì cái đạo của nhà văn Việt Nam là năm 2006. 2006 ạ? À, 2006. Như vậy tức là cũng 16 năm rồi. Đầu toàn viết thì cũng buông hết. Các bạn đều đang phải thảo. Chẳng có 35 đầu sách thì các bạn. 35 đầu sách nữa. Trước đây thì con cũng đi dạy học. Thì trong cái môn tiếng Việt lớp 4 có một cái bài kể chuyện về thầy bằng chân kỳ diệu. Dạ. Là cô Cương đó là cô chủ nhiệm của thầy luôn thế này. Cô giáo vỡ lòng. Dạ. Cô vẫn còn sống 95 tuổi. Ủa bây giờ cô vẫn còn sống luôn thế này. Ở ngoài Nam Định hả thầy? Ngoài Nam Định rồi. Thầy nó về cái Tam Hòa. 2011 chết thảo thầy cũng bị còn đúng rồi. Bà còn nhớ thầy không? Còn chí. Vẫn nhớ, 9 năm rồi vẫn nhớ. Bà ấy dạy thì với lòng thầy xong đó là bà ấy đâu có cái dạy tiếp, bà ấy nghỉ ở Đăng Hương Dương. Ở đấy. Dạ. Ai biết cái nào dạy chữ ấy mà. Cái lần đầu tiên mà khi mà thầy viết bằng chân đó thầy, thì nó gây cho thầy khó dữ không? Chứ mà nó là lấy nhu cầu tự nhiên thôi. Dạ. Tức là anh không có tay thì anh dùng mỏ như con chim ấy. Dạ. Nó dùng mỏ để nó vận chuyển, con voi thì nó không có cái ấy thì nó dùng vòi để khái thế. Dạ. Thế thì mình không có tay cái gì có thể thì cầm nắm thì dùng chân vậy. Dạ. Đó là những nhu cầu đó tự mình tự nhiên. Dạ. Nhưng biết cái thực ra cái khó của đối với cái hiện nay ở Việt Nam hay ở thế giới thế, tất cả những người hỏng tay họ đều dùng chân hết, ai cũng thành công hết. Yeah. Nhưng vấn đề cái thành công còn lại là làm sao anh phấn đấu để anh rèn luyện cái bộ óc. Yeah. Để anh có thể trở thành những người mà tự khẳng định mình một cách chắc chắn. Yeah. Đấy. Cho nên ngày xưa khi mà nếu như thầy chương chỉ là người bình thường thì cũng chìm đắm như bao nhiêu. Yeah. Cho nên là nếu mà anh học bình thường, cho nên cái học cấp 2 thì học giỏi lắm. Dạ. Thầy học sinh giỏi toán quốc gia mà. À thầy có đi thi toán quốc gia. Toán năm quốc lớp gia mấy thầy? Thầy năm toàn trường lớp mà. À. Ồ. Tức là mình không có phải chỉ là mình biết bằng chân mà chủ yếu là cái tư duy của mình. Tư duy mình cho phấn đấu. Trong cái khó khăn đấy mình phải vượt lên. Dạ. Mình xây xưa mình rèn luyện trở thành cái giỏi. Thế khi mình trở thành giỏi toán quốc gia thì nên cấp ba thầy này quyết định chuyển sang văn chương cho cái ngành như các thầy dạy văn khuyên bảo thế này đọc cái cuốn sách dưới đấy.
thì phải làm cái hình tập ca ven. Dạ. Phát thanh niên, xong rồi chuyển sang văn chương. Dạ. Thế vào đại học phân khoa tổng hợp này, thì phấn đấu để vừa học bình thường khá là khó dưới thời kỳ sơ tán đấy. Trong đó mình vẫn đảm bảo học sinh viên tiên tiến xuất sắc. Thì mình vừa nuôi mình cũng mơ ước viết được một cái tác phẩm ngay trong ghế ở trường. Rồi thì mình cũng đầu khó khăn chắc khổ lắm, mình viết trong cái em viết trao đời. Các con muốn viết về thầy, con phải đọc ba cái tự truyện của thầy. Từ đó con có cái nhìn nó sâu sắc mà nó sống động hơn. Từ đó những cái tâm sự ở trong nó cái chi tiết và cụ thể. Và những cái trao đổi chỗ này hầu hết các báo đã viết hết rồi. Tốt nhất là bọn con nên đi sâu vào đọc ba cái con này, đọc lại đọc ba cái tự truyện này con đấy, tìm được cái chi tiết hay. Chi tiết lạ. Rồi rồi trên cái báo gì vậy? Đó là bình thường tôi đi học thì tôi có một cái bàn riêng để cuối lớp ấy, và mình ngồi trên đấy mình viết lách này, mình học ở trên đó. Nhưng mà khi đi thi ở trên tỉnh thì thi quốc gia đâu có mang cái bàn được, không có bàn riêng được, thế là mình phải dùng ba cái ghế ghế dựa ấy chôn nó với nhau xong mình làm. Hôm đó thì lại một loạt các nhà báo không đến, ông tay phim chụp ảnh liên tục. Mình nhớ rồi, đến cái bài mà dễ nhất thì làm mấy bài khó nhất rồi. Còn cái bài dễ nhất thì hết thời gian, vì các ông tay phim chụp ảnh có thời gian chứ sao để cái bài chứ mình làm nốt thì mình sẽ đặt giải cao hơn. Thế thì rõ ràng là mình vẫn thi bình thường, vẫn biết bình thường chứ đâu có gì khác đâu. Rồi trong tất cả các cuộc thi tố từ vỡ lòng trở nên thì làm gì có cái chuyện thì cấp một cấp hai cấp ba thì thế nào thế. Nhưng mà vì mình với cái trí tuệ của mình cho nên là hầu như bây giờ mình cũng hoàn thành bài vượt thời gian. Vượt thời gian đấy, ví dụ toán thầy nhớ năm lớp bảy thì đâu 90 phút hay là 120 phút mình làm được có 3 phút xong rồi. Thì mới đạt điểm 5, thế nên thì đừng quên là có những cái khó khăn mình có thể nói đầu, ví dụ như là thưa các con cũng cái trường xa nhà 6-7 cây số, 5-6 cây số, mùa đông mà đi bộ bùn đất nó lạnh giá. Người ta đi tất thì nhất mình đâu có đi được tất, đi tất thì cầm bút mà mà đi trên dọn bùn nước nước vậy. Đến trên lớp thì cửa đi xong ngồi học cước chân biết như thế nào, run lắm. Đấy là phải một vấn đề khó khăn. Hay là một cái buồn cười nữa, tức là con biết là cái nhu cầu sinh hoạt vệ sinh đấy đâu có đơn giản đâu. Mình lên ở nhà là phải nhờ bố mẹ. Cho nên là khi đến lớp thì hầu như nhịn tóc từ khi đi đến khi về. Thế có hôm học cả trường sân 5-6 cây số, học xong cái tự nhiên nhà trường có lệnh là chiều nay nhà trường tập trung có việc. Thế là 1 giờ các em tập trung vậy này, mình đâu có về được, thế ở lại luôn. Thế là nhịn luôn đến tối luôn. Nhịn cứ quặn lên đến đâu mà cứ vậy nếm chịu được. Cho nên là có lẽ một trong lý do là mình bị thận. Mình bị thận 3 năm nay rồi. Thầy bị 30 năm nay rồi. 30 năm là cái việc mà học ở đường thầy phải nhưng mà mình, nếm mà, nhiều. Mình chống đỡ rồi thì đến 20 năm sau thì mình bắt đầu phải chạy thận. Tức là mình chạy thận 10 năm nay. Đấy, những cái khó khăn nó rất là phức tạp, như vậy mình kiên trì cái chuyện để rồi để rồi cuối cùng vẫn trở thành học sinh giỏi toán của lớp thầy vẫn trường, biết bao nhiêu là sách như vậy. Đấy, thứ hai là trở thành nhà giáo là như các con biết, nhà giáo mà mơ ước bình thường đó là khó. Ngày xưa nhà giáo trong cái đó thì, trong cái đó là không có tay bằng chân, biết có khó khăn thế nào, dạy cách nào để trở thành giáo viên giỏi đó là khó. Rồi không những giỏi trở thành giáo giáo ưu tú, về chúng ta đạt giải nhất toàn thầy được thầy. nhà giáo ưu tú là năm bao nhiêu thầy nhỉ? Năm 92 con. Năm 92. Lúc thầy lên bục giảng thì sao thầy? Cái gì con? Lúc thầy lên bục giảng trên bục giảng. Cái gì con? Đang hỏi thầy lúc thầy lên bục giảng thì sao? Thầy kể cho nghe. Ý là mình viết phấn trên bục giảng á thầy? Con khó đọc cái tôi dạy học tên là tâm đức cho đời con cho rõ hơn. Nhưng mà cái này như đồng nói cái quan trọng dạy văn không phải là mấy chữ viết trên bảng. Và thật ra quan trọng là anh gieo được cái gì vào lòng trò
Mỗi bài dạy thầy sáng tạo lắm, có nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà trước hết thầy đưa học trò đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bằng hệ thống câu hỏi tình huống để gợi cho học sinh những cái tình huống gây cấn để học sinh tranh luận với nhau và vấn đề nó bừng sáng. Đấy. Đây là sự nghiệp thứ hai là sự nghiệp dạy học, sự nghiệp thứ ba là sự nghiệp văn chương. Như lúc con làm văn chương con biết là cũng đâu có đơn giản. Viết được một tác phẩm là cực kỳ khó chứ. Mà phải bền bỉ theo. Phải bền bỉ rồi. Mà viết thì được đăng về ấy, trong cái đó thì thầy bao nhiêu đăng được sách, hầu như có sách nào thầy phải tự bỏ tiền để in đâu. Hầu như là tất cả các mua là thầy viết sẵn trong tờ giấy, xong rồi đến lớp thì nhờ cái ông treo trên bảng. Xong rồi dùng tờ giấy khác che phủ bên ngoài. Thế bằng hoạt động đi kéo. Cứ dậy đâu thì kéo cái tờ giấy trắng bên ngoài tụt xuống. Cái dòng chữ bên trong từ từ lộ ra. Có nghĩa là thầy đã viết ở nhà trước. Viết ở nhà trước. Thầy cho con hỏi là lúc trước á thầy, thì khi mà thầy viết bằng chân á, lúc thầy đi dạy thì tốc độ thầy viết á, thì bằng chân thì nó rõ ràng chậm hơn thầy. Là nó bằng với tốc độ bằng rõ tay. Rõ ràng chậm hơn thầy. Và nhiều lúc nó cuốn lên điều hành cái chữ nó chỉ có mình đọc được thôi. Khác không đọc. Khi thầy ghi chép bài hầu như chỉ mình đọc. Rồi ghi bằng tốc ký nhất các thứ. Thì mình đọc. Cho nên nhiều lúc làm những bài văn cấp 3 đến 12 viết những bài văn, nhưng mà tội nghiệp những thầy thì chấm văn đi, có nhiều khi thầy phải luận mãi, chấm cho mọi người khoảng 2-3 phút, chấm cho mình thì mấy chục phút chấm xong bài văn. Thì cũng phải luận ra mới biết được cái chữ mình viết chữ gì mà. Cũng tội nghiệp. Đúng thôi. Nhưng mà thầy quá cố gắng hả? Đấy. Thế thì chung là khi viết thì mình cố gắng để không cho nó để thời gian chết. Nhưng lúc đầu viết là một chân, rồi sau nó cuốn lên thì chân nó điều chỉnh không chuẩn, thì sau mình đến bây giờ rồi nhưng mình phải điều chỉnh mới bằng hai chân. Một chân viết, một chân giữ cái cổ độ lại. Phức tạp. Cũng ăn ngàn lần. Lúc đầu chuột gút nhiều không thầy? Bây giờ chuột cũng hay rút lắm. Bởi vì khi cứ có con nó lại thế này. Đấy là thì, cái cơ cứng hay là bây giờ tuổi già nó cứng khớp lại. Cái chân điều khiển bút ra nó không rút rồi, có khi cái chân này lại rút, cái chân này giữ cái này để cái ngón chân điều chỉnh nó chuẩn hơn. Thế nhất là bài lá khi đã già hay còn thơ, lá không quý mặt bao giờ con ơi, em ơi cũng được. Thiết tha yêu trọn bầu trời, nắng mưa lá vẫn suốt đời nhìn lên. Nhìn lên ạ. Lá không một phút ngủ yên, bồng hoa ru trái hết đêm lại ngày. Một tiếng chim cũng lắng tai, một sợi gió cũng vui say rộn ràng. Hết xanh lá hóa nên vàng, lá về đất khóc đồ hàng chơi. Đấy. Hết xanh lá hóa nên vàng, lá về đất khóc đồ hàng em chơi. Bài thứ hai cũng về lá. Bài thứ hai em biết là cùng buồn cùng vui. Lá dù nhiều nhiều mấy, bạn cứ nhìn khắc thấy, lá xếp hàng rất nghiêm, chỗ cao nhường phần em, chỗ thấp phần anh chị. Rất lành không bì tị, cao thấp ở sau trước chẳng chen nhau. Cùng sám mặt khi đau, cùng vàng da lúc rết, cùng vui ngắm trăng sao, cùng chia hạt mưa rào, cùng chia tia nắng mới. Chị gió nào vừa tới, lá cùng vỗ tay reo, chị gió nào đi khỏi, lá cùng buồn chung theo. Quá hay mà nó rất đúng quy luật. Đấy, hai bài. Còn cái bài là đồ chơi đó con biết là báo như là nó chọn đấy. Chú làm chơi có biết bài gì đâu, cái học buổi trưa con học, con học bài gì không? Là đồ chơi bên thềm gió mát, đấy là đồ chơi. Và làm với đuôi tròn chơi đôi mắt, đây là quả thị, đây là quả na. Quả này phần mẹ, quả này phần cha. Đây là, con nhớ rồi. Đây là thằng chuột tặng đến chú mèo. Người ta thích chí vỉnh đâu meo meo. Nhưng mà thầy còn bốn câu kết đấy kìa, nó bỏ đi. Thầy rất thích bốn câu kết. Là câu gì nhỉ? Ngoài hiên đã nắng bé nạn xong rồi đừng sờ. Ngoài hiên đã nắng bé nạn xong rồi. Kết kết đấy, đừng sờ vào đấy. Bé còn đang phơi.
À, chứ còn rất con nít cái nơi đó mà nó chỉ thích sợ nó đẹp thì người lớn sợ và nó méo mó đấy mà còn luôn cho nên là ngoài cái này nó bỏ đi thầy thế này cái, chắc là cho cái nhu cầu sách giáo khoa ở đấy chỉ có bài đồ chơi đó ngày xưa là nếu như mà nói học sinh thì ai cũng biết hết hay cái bài con đường làm cũng nó bài hay cái bài những cái bài nó rất thực tế bé mình thích nhận đồ chơi lắm cái con đường làng ở quê cũng là bài hay con đường làng vừa mới đắp đã xanh ngắt hàng phi lao gió rủ nhau về đu võng chim vui sướng đến trên cành ướm từng đàn bay rộn rã con đường làng vừa mới đắp xe chở thác thấy con cháu cười khúc khích thì cái chép kít nó cứ kít kít ra con đường làng vừa mới đắp em đến lớp mỗi thanh sương lại thấy đường sao hắn thế đấy cũng là bài hay cái bài em thương con biết gì em thương ở sách lớp ba em thương này em thương làn gió mồ côi không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây ông vào bỏ ông mình cái chỗ này hay lắm em thương làn gió mồ côi không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây em thương sợi nắng đông gầy run run ngã giữa vườn cây cảnh bài thứ nhất là bài mưa rào bài thứ hai là bài cò và quạ bài mưa rào là nắng lâu nay gặp mưa rào họ hàng nhà ếch ồn ào hát ca chỉ thương con bướm không nhà trời mưa ướt cánh biết là vẻ đâu mình gọi cái bài này hay bài này hay lắm bởi vì nó rất là hiện đại vì chữ trong cái hoàn cảnh điều kiện hiện nay thì có những người lợi dụng cái hoàn cảnh ấy thì sung sướng hả hê còn có những người cũng trong cái hoàn cảnh ấy thì lại nghèo đói đi nắng lâu nay gặp mưa rào họ hàng nhà ếch sướng sướng ồn ào cắt ca chỉ thương con bướm không nhà trời mưa ướt cánh biết làm ở đâu cũng ở cái giá trị nhân văn của bài đó sâu xa hay ha câu cuối nó mượt hay đấy mà cái tính nhân văn về con người có người thì có lợi có người không có đấy đứa cháu chục trẻ con cái tiếng đó hay cái bài cò quạ con cò lặn lội bờ sông mà sao áo vẫn trắng bông suốt ngày quạ kia đậu ở trên cây mà sao áo lại nhuộm đầy bài này nhiều tính triết lý thầy thấy cái thế con thích lắm hay là một cái bài mình cho là rất là đơn giản hiện nay có một cái luận án thạc sĩ của một cô đại học Thái Nguyên cô ấy nghiên cứu về văn học của thầy đấy chứ thế ạ thầy xong chưa thầy à. Cô ấy nghiên xong chưa cái xong rồi chấm đơn thật rất xuất sắc rồi vui của bạn Thảo đây cái bài này cũng là bài mình thích nhất thích nhưng nó rất đơn giản và đi các trường thầy hay đọc đó là bài quả chuối nhỏ nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là triết lý quả chuối nhỏ bé bóc vỏ mời bố rơi bố mỉm cười nhường phần mẹ mẹ lặng lẽ đưa biếu bà cười xòa dành tặng bé hồ là thế quả chuối thôi cả nhà vui ăn chẳng hết đấy nó rất là đơn giản nhưng mà nó gửi thông báo cho các em tính nhường nhịn này thế nó rất tự nhiên cái thơ của mình hay lắm là mình ghép phần nó không mất tự nhiên hay là một cái bài nữa mà mình cũng rất thích mà mình ngẫu hứng rồi viết cái bài trong khoảng mấy phút thôi vì sau ông Trần Văn Kê giáo sư Trần Văn Kê ông từ Pháp ấy ông đọc cũng thích lắm ông phổ nhạc luôn này thế ạ, bài gì ạ bài Lạ Thay Lạ Thay ạ Lạ Thay ông cứ đeo kính là đọc báo ngay bố cứ đeo kính là đang chấm bài mẹ cứ đeo bà cứ đeo kính là câu đất tài bé thử đeo kính nhìn cứ say say chứ đâu biến mất lạ thay mà sao ông Trần Văn Kê phổ nhạc bài ấy rồi ông thích lắm ông mà cuộc đời đâu phải ai cũng bắt chước nhau được đâu cái bài thơ đó chống lại cái sự giáo điều rất là sâu sắc triết lý ghê ông cứ đeo kính là đọc báo ngay nhé bố cứ đeo kính là đang chấm bài bà cứ đeo kính là câu đất tài bé thử đeo kính nhìn cứ say say chứ đâu biến mất lạ thay kính cận đấy phản ánh cái truyền thống mà này ngoài cái bài đấy là thầy còn nhiều bài nào phổ thơ nữa không thầy rồi cái bài chân và dép được bài Phạm Tứ Hoan bài phổ nhạc bài cái bài phổ nhạc cũng hay lắm hay bài chân và dép cũng là bài mình thích đầy thích triết lý bài sớm mù sương mình miêu tả theo kiểu nhịp bước ấy. Sớm mù sương đi tới trường đường giá buốt vẫn ấm bước nhờ đôi chân có bản thân là đôi dép giữa trưa hè đường bỏng rát
vẫn êm mát nhờ đôi chân có bản thân là đôi dép. Yeah. Dép đạp nắng, dép đạp sương, đạp gai bùn, đạp giá rét, giữ chân đẹp hồng khoét son, chân lên giường, dép lại nhường, nằm. Đấy, cái tính triết lý, cái tính hy sinh của nó lớn lắm. Yeah. Yeah. Mà... từ 18, 19 giờ tay bạn liên tục. À. Sống sao cho đẹp cho vui, nhà sách tinh luôn là nguyện ước ngày này, Hà Nội. Này thầy viết bằng chân luôn á. Ừ, đúng rồi. Rồi đẹp quá anh Trích. À. Nha. Đẹp thầy viết. Thầy viết đẹp hơn con viết bằng tay luôn. Thầy viết đẹp tuổi thân tụi con viết bằng tay nữa. Con viết bằng tay. Chút kinh lời giới thiệu. Thầy ha. Ừ. Sống nghị lực, nghị lực sức mạnh phi thường, gặp ngàn núi vẫn mở đường vượt qua. Nghị lực không ở đâu xa, nó là ý chí do ta luyện dần. Nghị lực là biết tự thân, quyết xong bài khó không cần nhờ ai. Một khi biết việc mình sai, không chờ ai chắc nhắc sửa ngay tức thì. Nghị lực là biết nghĩ suy, vượt lên nghịch cảnh, trong bi vẫn cười. Mong con mọi lúc mọi nơi, luôn giàu nghị lực, để đời nên hương. Và đây là một cái hình ảnh cái hay nè anh Trí. Một cái bạn này, cái chân này bạn chống cây nạn. Cái nạn bạn này, hai bạn này đi chung. Có nghị lực đi học. Nhưng mà cái bạn này nghị lực thua thầy. Dạ con chân thành cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy nha. Thầy biết cái này không mà đẹp hơn cái điều mình biết nữa. Thầy đi số điện thoại của. Dạ. Đi số điện thoại của mình quá. Dạ có. Dạ. Thầy biết pha một cái chất thư pháp vào trong đó. Nếu mà ba con ngoại biết chị đẹp bằng bố.